thì em đang có mặt tại cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát và em sẽ tiếp tục quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem chuyến xuất hàng của trại cá giống Trường Phát sáng ngày hôm nay là như thế nào bà con nhé. Và hiện tại thì các anh kỹ thuật và các anh lái xe đã lên hàng ở khu vực trong kia rồi. Và bây giờ em sẽ tiến sâu vào trong để cho bà con mình cùng quay cho bà con mình được cùng xem được kỹ hơn và rõ hơn hai loại cá giống tiếp tục được xuất đi trong buổi sáng ngày hôm nay cho bà con mình cùng tham khảo và bà con mình cùng xem nhé. Và bây giờ mời bà con mình cùng đi theo em nhé. Thưa bà con, sáng hôm nay sẽ tiếp tục xuất đi hai loài cá giống đó là cá bớ và là cá hồng Mỹ. Em được lên hàng đó là cá bớ bà con nhé. Cá bớ đang được đặt size là 13-14 cm bà con nhé. Đây là chiếc xe tải mà sáng hôm nay sẽ đảm nhận giao hàng để với bà con mình ở xa giao những chú cá đẹp nhất, khỏe nhất và chất lượng nhất, uy tín nhất để với bà con của mình ở xa bà con nhé. Và kính thưa bà con, đây là các anh lái xe đang bắt đầu cho cá lên trên bồn chứa. Bạn đang đặt size là 13-14 cm bà con nhé. Bà con mình ai đang chuẩn bị thả giống cá bớp thì hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại 0978182284 hoặc số điện thoại 0905252284 để em sẽ trực tiếp cho bà con mình tư vấn cho bà con mình những con giống chất lượng nhất và uy tín nhất đến với bà con mình để bà con mình có một vụ nuôi thật là thành công và tốt đẹp. Và kính thưa bà con, đây là toàn bộ khung cảnh tại cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát bà con nhé. Xin chào tất cả mọi người. Tay trại cá giống Trường Phát đấy bà con. Trại cá giống Trường Phát chuyên cung cấp đầy đủ tất cả các loài giống cá lờ màn với đầy đủ các loài cá khác nhau như cá bớp, cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá bè trắng, cá bè vàng, cá chim vây vàng, cá mú đen, cá mú trân châu với đầy đủ tất cả các loài size cá và cũng như số lượng lớn. Bà con mình ai đang muốn chuẩn bị thả giống cá gì thì hãy nhanh tay gọi điện cho bên em qua số điện thoại 0905252284 để được bên em phục vụ và tư vấn cho bà con mình những con giống chất lượng nhất, đẹp nhất cũng như là giá cả hợp lý nhất mang để cho bà con mình có một vụ nuôi thật là thành công và rực rỡ ạ. Và cứ như vậy thì các anh kỹ thuật sẽ lái xe xúc những sâu cá từ dưới ao ương lên khu vực lên hàng và lúc nào số lượng đã đủ thì bên em các anh lái xe sẽ xuất hàng và giao hàng đến cho bà con mình với những con cá giống đẹp nhất và khỏe nhất đến tận tay của bà con mình luôn đây ạ.
Và loài cá giống tiếp theo tí nữa được lên hàng là loài là cá giống hồng mỹ bà con nhé. Bà con mình ai đang muốn chuẩn bị thả giống cá vớp hay là bất kỳ loài cá giống lờ mặn nào thì bà con hãy để bình luận ở dưới live stream hoặc bà con gọi điện thoại đến số 0905252284 để được bên em tư vấn cho bà con những loài cá cũng như kích cỡ sai cá mà bà con mình yêu cầu đấy ạ. Đây là ao 1, cơ sở 2 tại cả giống Trường Phát bà con nhé. Ở ao 1, cơ sở 2 đang được nuôi cá bè vàng, cá bè trắng, cá chim vây vàng, cá chẽm giống. Bà con mình ai đang muốn thả loài giống cá gì thì bà con hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại 0905252284 để được bên em phục vụ cho bà con mình những con giống đẹp nhất, khỏe nhất giao đến tận tay cho bà con của mình nhé. Và ở dưới ao thì các bạn nữ nhân viên kỹ thuật xinh đẹp và năng động cũng như là có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, các bạn đang cho cá ăn đấy bà con. Kính thưa bà con, đây là chiếc xe tải mà sáng hôm nay sẽ đảm nhận việc giao hàng giống cá bớp và cá hồng mỹ đến với bà con mình ở xa, mang đến cho bà con mình những chú cá đẹp nhất, khỏe nhất, sáng bóng nhất đến với bà con của mình đấy ạ. Bà con mình ai đang rảnh thì hãy vào live stream cùng với em và em sẽ quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem những loại cá giống ở trại cá giống Trường Phát sáng hôm nay được xuất đi là như thế nào bà con nhé. Bà con mình cùng xem nhé.
và các anh lái xe đang kiểm tra bồn chứa, kiểm tra lượng oxy và kiểm tra nước để đảm bảo những chú cá luôn khỏe đẹp, giao đến tận nơi cho bà con của mình luôn chất lượng và uy tín ạ. Bây giờ lô cá được lên hàng tiếp theo là giống cá hồng Mỹ bà con nhé. Các anh kỹ thuật và các anh lái xe vừa rồi đã xuất xong lô cá bớp và bây giờ tiếp tục là giống cá hồng Mỹ đấy ạ. Giống cá hồng Mỹ đang được ươm nuôi ở ao 3 cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát bà con nhé. Và bây giờ các anh kỹ thuật đang di chuyển xe máy ra ngoài ao 3 cơ sở 2 để lần lượt xúc những số cá từ ao ươm lên khu vực lên hàng. Và sau khi số lượng đã được đủ thì bên em sẽ giao hàng đến tận tay cho bà con của mình đấy ạ. Và bây giờ em sẽ tiến xa ra khu vực ao ươm để quay cho bà con mình cùng xem được kỹ hơn và rõ hơn giống cá hồng Mỹ mà sáng hôm nay xuất đi đến với bà con mình ở xa là như thế nào bà con nhé. Mời bà con mình cùng đi theo em nhé. Trại cá giống Trường Phát chuyên cung cấp đầy đủ tất cả các loài giống cá lờ màn khác nhau với đầy đủ các loài cá khác nhau như cá bớp, cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá bè trắng, cá bè vàng, cá chim bay vàng, cá mú đen, cá mú trân châu với đầy đủ tất cả các loài size cá khác nhau cũng như số lượng lớn. Bà con mình ai đang muốn chuẩn bị thả giống cá gì thì hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại 0905252284 hoặc bà con mình có thể để bình luận trực tiếp ở dưới live stream và bên em sẽ tư vấn cho bà con mình những loài cá cũng như size cá mà bà con mình mong muốn yêu cầu bà con nhé. Và các anh kỹ thuật đang lần lượt đưa những số cá lên khu vực lên hàng đấy ạ. Và hiện tại thì
em đang ở ao 3 cơ sở 2 của trại cá giống Trường Phát. Ao này đang được nuôi giống cá hồng Mỹ bà con nhé. Và bây giờ em sẽ tiến xuống khu vực lồng để quay cho bà con mình cùng xem được kỹ hơn và rõ hơn nhé. Giống cá hồng Mỹ sáng hôm nay được xuất đi, cá đang đạt size là 11 và 12 cm bà con nhé. Bà con thấy cá có rõ hơn không à? Bà con mình ai đang chuẩn bị thả giống cá hồng Mỹ thì hãy nhanh tay gọi điện cho em qua số điện thoại 0905252284 để được bên em phục vụ cho bà con mình giống cá hồng Mỹ chất lượng nhất và đẹp nhất đến với bà con của mình nhé. Giống cá hồng Mỹ sáng hôm nay xuất đi đang cá đang đạt size 11 đến 12 cân bà con nhé. Bà con mình ai đang muốn thả giống cứ việc lên đơn, bên em sẽ đảm nhận việc giao hàng đến tận nơi cho bà con của mình đấy ạ. Bên em đảm nhận việc giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc cho bà con của mình nhé. Mời bà con cùng xem khung cảnh tại cơ sở 32 của trại cá giống Trường Phát. Thưa các bạn, đây là anh kỹ thuật của trại cá giống Trường Phát, năng động, sáng tạo, đẹp trai và trẻ trung, cùng với kết hợp với có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề bà con nhé. Bà con mình thả giống cứ yên tâm vì chất lượng cá giống Trường Phát luôn đem đến cho bà con những con giống tốt nhất, khỏe nhất và đẹp nhất. Bà con mình yên tâm gọi điện cho bên em qua số điện thoại 0905252284 bà con nhé. Mọi người xin phép nha. Quay cho bà con cùng xem kỹ thuật đẹp cao. Bà con mình có thấy giống cá hồng Mỹ chất lượng và đẹp không ạ? Và cứ như vậy thì lần lượt các anh kỹ thuật sẽ xúc những số cá từ khu vực ao ương lên khu vực lên hàng, và đến lúc số lượng đủ thì chiếc xe bên em sẽ đảm nhận việc giao hàng đến tận tay cho bà con của mình. Bà con của mình có thể kiểm tra hàng trước khi nhận bà con nhé.
là quay cho bà con mình cùng xem chuyến xuất hàng cá bớp sống và cá hồi sống sáng hôm nay của trại cá sống Trường Phát là như thế nào. Và những lần live stream tiếp theo thì em sẽ quay cho bà con mình cùng xem tất cả các loài cá sống, sống cá khác nữa và là những mô hình ươm nuôi các loài sống cá tại trại cá sống Trường Phát là như thế nào. Và bây giờ em xin phép kết thúc buổi live stream sáng hôm nay và em chúc cho bà con mình